Xin kính chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube của Khôi, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ, đặc biệt là những cái món hàng độc lạ và có giá trị sưu tầm. Thì hôm nay tiếp tục Khôi sẽ giới thiệu với anh em một bộ ghép mới để phục vụ anh em thêm đa dạng những cái món chơi. Thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu với anh em một con âm ly đến từ hãng Đan Mạch, nó là Bell Master, còn gọi viết tắt là BO đó. Thì model cực kỳ hiếm có trên thị trường luôn, 2.400. Thì bên cạnh đó thì Khôi sẽ ghép với một cái cặp loa đến từ hãng BMW, một cặp loa bình dân thôi nè, chỉ dưới 10 triệu nè, BMW 685 nha. Dòng này là dòng mới hay em? Thì Khôi nghĩ đây cũng là một trong những cái bộ ghép rất là hay, rất là hợp mà theo cá nhân Khôi đánh giá như vậy. Thì mỗi người có một cách chơi, tuy nhiên là cái nguyên tắc phối ghép thì nó phải có anh em ha, thì nó mới khai thác được triệt để những cái ý đồ, những cái chất mà nhà sản xuất đưa ra. Thì bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần hơn để mình cùng tham khảo cái con này anh em ha. Đây thì Khôi đang test nhạc luôn anh em, đặc biệt là con này Khôi đang test, Khôi để luôn ha. Thì đây là cái nắp đậy này nè, mình đậy lại luôn ha để nó cùng xem này. Đó, khi mình không sử dụng thì nó là như vậy ha. Đó. Hai bên hông có cái ma gỗ rất là đẹp ha. Đây này, ma gỗ này. Đó. Mặt trước này, dưới này cũng có anh em nhá. Tất cả mọi thứ còn rất là đẹp. Đó, anh em thấy nè, nhìn rất là tuyệt vời ha. Đó. Ok. Rồi, thì phím cảm ứng này. Cái này là phím cảm ứng này. Còn khi mình xài á thì mình bật cái nắp lên. Đó anh em ha. Đó, ok chưa? Đó. Thì trong này nó có đầy đủ các cái chức năng của một con âm ly. Thì cái con này nè, nó là Đan Mạch, made in Đan Mạch này nè, Bang Obduction này, Obduction này, còn cái model của nó là Bell Master 2400 đây. Thì con này toàn bộ là zin tuyệt đối nguyên bản anh em ha, tại vì cái dòng này nó không bao giờ hư, con người xài 10 năm nó cũng không hư và ship 10 con về nó cũng không hư. Đó, anh em chơi rất là lành mạnh. Rồi thì công tắc nguồn ở trên này nè, power này, khi mình xài là mình bật tắt mở đây ha. Rồi bát chép các thứ nằm ở trên này đó, đây là radio, còn bây giờ đây là bát chép này, ba lăng này, cái chỗ này nó có là lau nét này, lau nét on off này đó. Rồi trên này là nó có press volume, mình đang chế độ hai lau hoặc là medium á, là chế độ normal đó. Rồi ok chưa đó, thế mọi thứ là hoàn hảo nha. Đó. Thì cái con này á là nó dùng châu Âu nè, nó sử dụng các cái dắt của châu Âu. Thì bây giờ Khôi sẽ cho anh em xem một chút ha. Đây còn cái tem của cái nhà sản xuất luôn này. Đây mình dừng lên cho anh em xem một chút ha. Đó, anh em thấy này, đây đây là các cái dắt của châu Âu ha, lưu ý này. Thì anh em nếu như mà không có khi mua thì có thể đề nghị Khôi, thì Khôi sẽ tặng hoặc là bán rẻ cũng được tại vì những cái thứ này Khôi mua về nha. Đó. Nó là như vậy. Con này là nó dòng 4 dòng điện này nè. Đặc biệt là Khôi chỉ ship những cái con mà ví dụ như nó là châu Âu, nhưng mà đặc biệt là Khôi cũng để ý là nó phải là những cái dòng mà xuất cho Mỹ. Điện 120 điện sử dụng anh em ha. 220 hoặc 240 điện điện sử dụng. Đó, ok, thì bây giờ Khôi sẽ lật lên, Khôi test thử anh em cùng nghe nha. Thì mình cứ test thử một đoạn nhạc đi ha, không quan trọng là nhạc gì nha. Đó, ok. Thì đây, cái volume nằm ở đây anh em ha. Đây này. Có điện chưa? Có rồi nè. Mình chờ nó chút xíu ha. Mình bấm vào đây nè, mình xài cái nằm trong cái đó này nè. Đây, nó khởi động lên này. Volume này, đây này volume này. Cảm ứng nha, vẫn cảm ứng nha. Giờ mình mở lớn lên tí nè. Đó. Hay không? Đó. Để chép mình đẩy lên ha. Anh thấy cái bén ghê không? Đó, ok ha. Mình mở lên tí nữa nha. Đây này. Đây. Bát lên ha. Tốt rồi nè, nha. Đây là lâu nét mở rồi ha. Đây lau nét này. Đó. Mình chỉnh là nhiều chế độ ha. Đó, ok ha.
mình đang cắm cái cổng tap nha anh em. Mình chuyển qua FM này. Đó, mình tap mình cũng xài nha, FM ha. Đó. Thì mình chuyển trên này thì tùy theo cái kem mình đang xài. FM 5 ha. Đây này nè. Đó thôi, bắt được đài nha. Đó. Tôn giáo, quốc phòng, an ninh. Không ăn tè nhưng mà rất là rõ nét anh em. Đó. Đó, ok ha. Đó. Của quốc hội đó. Ngày càng được đẩy mạnh. Rồi, mình chuyển sang cái này chỉ có FM, nó không có AM anh em nhé. Rồi, đưa ngoài chuyển về lại tép. Đó. Mà chẳng được người yêu. Đó, ok ha. Thì chia sẻ với anh em là cái con này á là nó có thêm cái khiển nữa. À, nó có cái khiển đi kèm nữa, cái khiển cái model của nó là 2004 hay 2001 gì đó. Nhưng mà hiện tại kho ship về nó không có nè nha. Thì cái mức giá mà các shop đang bán á là từ 12 triệu cho tới 14 triệu là có khiển. Còn kho ship về thì không có khiển. Và cái mục đích của mình cũng trải nghiệm thôi, mình đã chơi rồi nè. Thì hôm nay cái khiển nó thì khoảng cả 1 triệu đến 1.2 triệu á, trên mạng đang có bán. Còn cái con này khôi bán không khiển nha, lưu ý không khiển. Giá 10 triệu và bao ship tận nơi cho anh em. Đó. Nói chung là rất là hay. Đời này rất là hay, anh em cứ tham khảo trước ha, nghiên cứu rồi hãy chơi. Rất là tuyệt vời ha. Đó. Đánh nhạc vàng đó mà nó ra tốt vậy đó. Còn cái con này nghe nhạc châu Âu nhạc trữ tình rất là hay anh em nha. Đó. Rồi bây giờ thì mình cũng sẽ nghe thử một cái khúc trữ tình anh em nhé. Và có thời gian thì tôi sẽ test nhạc bolero, anh em cũng nghe thêm. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những clip sau.
trong chỉ còn là anh nhớ mong. 10 năm trời trắng thương mình để em làm kế ba tình, cầu xin cho mây về vui với gió dù có qua bao đắng cay, muôn đời em vẫn chờ anh. Cầu xin cho mây về vui với gió dù có qua bao đắng cay, muôn đời em vẫn chờ anh.